Sư Thích Thanh Toàn khoe có vài trăm tỷ đồng, có thể lấy vợ sau hoàn tục. Đại đức Thích Thanh Toàn, người bị nữ phóng viên tổ gạ tình thậm chí giở trò đồi bại nhưng bất thành, xin được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân sau khi xả giới hoàn tục. Mới đây, trên mạng xuất hiện một clip được cho là cảnh nói chuyện giữa Sư Thích Thanh Toàn với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Làm gì tốt nhất là pháp, tốt nhất cho giáo hội, còn chịu sao được. Hôm nay, con xin ơn trên vị ngài cho con không phải chịu tốt nhất của giáo hội, tại vì con cũng chịu được hết. Xả giới bất cứ cái gì con chịu được hết, vì con nguyện cả đời con là con tâm nguyện một cái duy nhất là tất cả cái gì có thể đúc chuông xây chùa con phục vụ hết cho giáo hội huynh đệ hết, và tâm nguyện là con tìm được cái chùa địa ngục có được hết rồi. Và chưa bây giờ các ngài làm sao mà tốt nhất cho đạo pháp, tốt nhất cho giáo hội, con sao được cả. Con nói là con làm, xưa nay đến giờ trong giáo hội nói gì là con làm, không bao giờ con từ chối. Thì ơn trên quý ngài làm như thế nào con tốt nhất cho quý ngài, con sao được. Thứ nhất, hai là con xin là bây giờ tài sản có nhiều thì cho con chịu dịu được, nhưng mà còn một thì con bán, hai là con phải làm cái gì chứ nó lên thành vài trăm tỷ đồng như thế thì bây giờ bảo là cái trang trải của con mua một, con mua để con mục đích của con xin được quý ngài luôn, quý ngài cho con thể dài dòng một tí, con tin bài hết là cái trang trải đấy là con tâm nguyện con phải con làm chùa đâu, mà con muốn làm cái đấy là con nuôi các cái bệnh viện. Con đi bán đất ở trên bệnh viện thì một lúc 4-3 xi măng kiếm bình thường. Và con nguyện là con, cho nên con không đưa vào chùa, mà con muốn làm cái trang trại đấy, để con hàng chiều chủ nhật con nấu cơm như các kề cái bệnh viện ở Hà Nội với mình thôi. Đấy, rồi cái chùa thì con cả ngày chị dài sao tốt đẹp nhất cho quý ngài. Con xuất gia cho đấy, con không bao giờ con thà con làm cư sĩ hay làm bất cứ gì còn vui vẻ hết, còn xuất gia lại cũng được, sao cũng được hết, nhưng tốt nhất cho đạo pháp, tốt nhất cho quý ngài. Vì con từ nhỏ đến lớn con nguyện ngay cả như thầy tinh thần ở trong tiền viện con cũng bất cứ cái gì nề hà gì cả. Thì hôm nay nói lên oan người trả thì oan được không cần bày tỏ, mình nam như đại thành phu cũng có sợ. Tuy nhiên cái đấy là có lỗi rồi, nhưng mà lỗi không phải là thế, thì con thấy là mình là mất uy tín của giáo hội, mất tất cả những cái giáo hội, cái tội nặng vô cùng, con chịu hết. Theo vị ngài làm cái gì tốt nhất cho vị ngài thôi, còn tận suất hay cái gì con chịu được hết. Và con cũng xin là nếu bố mẹ con cho thì sau một thời gian thì con cũng xin tiểu thiêu, nếu bố mẹ không cho thì con sẽ làm cư sĩ hoặc làm một tu sĩ, nhưng mà tốt nhất cho đạo pháp, không mang tiền một cách gì cả. Còn cũng là cái chùa địa ngục ấy, thì từ năm 2009 đến giờ con có tu tục hết, nhưng mà họ nói thôi mình cần phải cãi đấy. Theo quý ngài làm cái gì tốt nhất cho quý ngài, tốt nhất giáo hội, con vui vẻ. Tất cả những cái gì của đạo pháp con thể là mình làm thì là có lỗi, nhưng mà bậc quý ngài con cũng lâu nay cũng tâm nguyện làm sao đánh ngoài những cái gì thể lực họ hại đạo pháp nhiều cảm ấy, chứ chắc hôm nay mình là tận được cảm ấy này, sẽ có cảm ấy khác. Nhưng con nguyện cái gì tốt nhất cho giáo hội, tốt nhất cho đạo pháp, còn gì con quý ngài nói sao là hợp, con chịu hết. Còn đây là thành tâm, không phải con nói bằng lời đó, nói bằng từ đại lòng. Cho nên con không bao giờ con sợ, không bao giờ run, làm như chịu. Cái này bật thường vào, không phải là quý ngài, không phải là giữa con và cô trang. Một thời gian thì quý ngài sẽ biết thế lực, nhưng mà cái này không cần nói nhiều. Mà quý ngài dạy gì mà tốt nhất cho quý ngài thôi, còn sâu nhất con chịu hết, con đón nhận hết. Thế bởi vì ở với quý ngài từ xây tiền viện 4 bao xi măng con lắm bao nhiêu kệ gì cả. Ngay cả thường tòa thì người bảo là cho con mấy chủ thuộc ngàn đô đi họ làm tổ mật tông con cũng không cần nhận. Mà bây giờ con cũng tu, và nếu cứ xin con tu nhưng ngài lên mình phạt tu tốt sao đó. Đấy, con xin quý ngài. Con là, đấy là con nói mà cứ cười thì nó hết phản tăng, nhưng mà lâu nay con làm tội thất quái đức các ngài thì con sẵn hồi suốt đời cũng hết. Nhưng mà con thật về quyền này, tất cả là cảm bệnh. Nếu mình tránh cảm bệnh này sẽ có cảm bệnh khác. Con sẽ nguyện đời đời kiếp kiếp thành hộ pháp chứ. Không phải đời này đâu, đời đời kiếp kiếp. Tu sĩ cũng được, cư sĩ cũng được. Đấy, nhưng mà bây giờ con xin vì ngài là cái trang trải con quá lớn. Rồi tường pháp cũng quá lớn. Bây giờ
bây giờ mình mà bán cho ai và chuyện như thế nào. Thế thôi, chứ vì con cũng có những chỗ khác nữa chứ không phải một chỗ. Đấy. Còn cái chùa 800 mét vuông này thì con vui vẻ cả ngày sao được. Nhưng bây giờ cái tài sản con là con nguyện để là con mua con không làm gì cả, mà con chỉ làm con nuôi cả cháu ăn học, cả người bệnh viện ở trong bệnh viện. Đấy, con xin cả ngày giúp cho con được cái đấy thôi. Vì là lên là nền tính tài sản lên khoảng 200-300 tỷ đấy. Đấy, con xin cả ngày, còn cả ngày chỉ như thế nào tốt cho giáo hội, không mất cái tình giáo hội, không mất cái gì của đạo pháp. Cái đấy là xã hội con ngàn lần, cả tỷ lần con cũng không xã hội hết. Nhưng con thương của ngài đấy là một cảm bẫy, nhưng mà không sao cả, mình làm mình chịu, đàn ông sợ. Còn nếu muốn lên vợ bây giờ lên vợ thoải mái, không sợ gì cả, ăn chơi thoải mái, không sợ gì cả. Mặc cái ai cả xa này họ mà chơi, còn bình thường cũng ai nói được. Con nói mình thanh niên sợ gì, không bất cứ cái thế lực nào mà sợ cả. Đấy, nhưng con xin quý ngài, tất cả cảm bẫy mà con xin đời đời được cái con hồ phạm kia. Đấy. Còn quý ngài chỉ dàn sao tốt nhất cho quý ngài, tốt nhất cả hội, con chịu được hết. Việc trường đình hay gì con biết hết. Vấn đề là ở chỗ, ông này rất giàu do có trang trại hàng ngàn mét vuông đăng ký sở hữu cá nhân, đất đai, xe cộ. Ông có tài sản trị giá khoảng 200-300 tỷ đồng, vân từ các Phật tử cúng tặng. Đại Đức Thích Tâm Vượng nói Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục họp để giải quyết các Phật sự liên quan chùa Nga Hoàng và Đại Đức Thích Thanh Toàn trong thời gian tới, nhưng cơ bản đồng ý với thỉnh nguyện của Sư Toàn, bao gồm cả thỉnh nguyện sở hữu tài sản cá nhân. Tài sản đối với người tu hành có hai loại, một là tài sản thuộc cơ sở tôn giáo, hai là tài sản thuộc sở hữu cá nhân. Ví dụ có Phật tử cúng cho thầy Toàn một cái xe ô tô mang tên thế danh của thầy thì tài sản đó thầy được quyền sở hữu. Việc này, theo người viết bài, nếu mà chót lọt, sẽ tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho mấy ông giả sư, đi gom đồ cúng, xong đi đăng ký sở hữu cá nhân, rồi dính scandal thì lại xin hoàn tục, ôm tiền về làm chọc phú một phương. Mà nói đi thì phải nói lại, nếu như không có cầu thì làm sao có cùng, không khó để nhận diện hiện tượng trục lợi tâm linh hiện nay còn xuất phát từ tâm lý của một số người thân là Phật tử, thế nhưng khi đến cửa chùa chỉ nhằm mục đích cầu xin danh, lợi, thậm chí xin triệt hạ đối thủ trong làm ăn, kinh doanh. Sự ích kỷ và vụ lợi của con người ta càng lớn thì những kẻ buôn thần bán thánh lại càng có cơ hội để trục lợi. Là một người luôn tin tưởng vào giáo lý tốt đẹp của Đức Phật, chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng cho sự phát triển ồ ạt của các khu du lịch tâm linh như hiện nay. Có giáo lý của nhà Phật răn dạy Phật tử phải xây chùa to Phật lớn như hiện nay để thờ cúng đâu. Có Đức Phật nào khuyên người ta càng cúng nhiều tiền thì càng được giải vong, giải nghiệp đâu. Những người Phật tử vì tín tâm mà lễ bái đến gầy mòn, sẵn sàng vét đồng cuối cùng trong nhà đem cúng dường để rồi chiêm ngưỡng một số bậc tăng ni béo tốt ưa dùng tất cả các hàng hiệu cao cấp, rất thích có kẻ che ô, xách dép luôn đi bên cạnh, nói những lời có cánh và những bẩm bạch cùng sự cung nghinh, để rồi từ đó cho ra đời một lực lượng tăng ni có một khả năng tiêu tiền không tiếc tay nhưng lại không có khả năng làm ra của cải vật chất, nhưng lại được từ chính quyền các cấp cùng mọi tầng lớp nhân dân chiều chuộng, phụng đãi cung kính. Từ nghìn xưa đến nay, những giá trị mà đời sống tâm linh mang đến cho con người đều là giúp họ hoàn thiện bản thân, tu thân tích đức, làm những điều tốt đẹp cho đời, chứ không phải dạy họ vin vào sự vái lại để cầu xin tiền tài danh vọng. Một đất nước tốt đẹp phát triển phải từ giá trị xuất phát thực tế của mỗi con người, từ cách mỗi người trong xã hội đối xử với nhau, với thiên nhiên và cả tiền đồ của đất nước, chứ không phải là từ phần lớn đất đai, của cải đổ vào chùa chiền, tượng to, chuông lớn với những con người ưa xì sụp lễ bái cùng với những chính sách vận hành luôn tạo ra lợi ích nhóm cho cái gọi là tâm linh. Trong khi đất nước còn nghèo, thu nhập của người dân còn thấp, trường học, bệnh viện còn thiếu mà cứ lo xây chùa, nhà thờ cho thật hoành tráng có nên không? Nếu cứ nhìn cảnh các cháu học sinh ở vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi phải ngồi học trong những túp lều siêu vẹo, rột nát trong cái rét căm căm của mùa đông, chúng ta sẽ nghĩ gì? Cha ông ta đã từng nhắc nhở, dù xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người, đầu tư quá mức cho việc xây dựng chùa chiền, đúc chuông, tô tượng, chi phí lớn cho lễ vật, công đức sẽ khiến nguồn lực đầu tư cho an sinh xã hội bị giảm sút. Đức Phật từ bi vui sao được khi mà chùa được xây quá hoành tráng, tốn kém, trong khi bệnh viện lại nhếch nhách, tồi tàn, người bệnh nghèo vật vã, đau đớn, trường học cho trẻ em sập sệ, đường xá của dân gập ghềnh, hiểm nguy. Câu hỏi này xin gửi đến các cơ quan chức năng,